Thưa quý vị, bão Trà My đi nhanh hơn dự báo, trưa chiều mai sẽ đi vào Biển Đông, gây thời tiết xấu trên biển. Hiện nay cường độ bão đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Hoàn lưu bão rộng đã gây mưa dông gió mạnh ở vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi nhanh theo hướng Tây Bắc sau đổi Tây Tây Nam đi vào Biển Đông. Sau đó bão hướng vào vùng biển Đông Bắc huyện đảo Hoàng Sa, cường độ tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ thứ Bảy tuần này có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15, tức là sức gió mạnh nhất có thể lên tới 180 km/h. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 14 đến 19,5 độ Vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió bão mạnh kèm sóng lớn, biển động dữ dội. Nhiều khu vực của Philippines đã hứng chịu mưa lớn lũ quét khi bão Trà My di chuyển về phía đông của đảo Luzon. Hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng. Tính đến trưa nay, bão tiến gần đến đảo chính Luzon. Tâm bão Trà My cách tỉnh Aurora hơn 200 km về phía đông. Sức gió duy trì tối đa vùng gần tâm bão là 85 km/h. Gió giật lên tới 105 km/h. Những trận mưa như chút do bão đã biến đường phố thành sông, nhấn chìm nhiều ngôi làng, khu dân cư, một số phương tiện và các cánh đồng lúa ở khu vực Bicol, phía đông nam thủ đô Manila. Ít nhất 32.000 người ở miền Bắc Philippines đã phải di rời, tránh trú tại hơn 2.500 trung tâm sơ tán. Giới chức Philippines quan ngại tình hình mưa bão lũ lụt sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.